Để làm cái sốt mà để xào được phần này thì trước tiên cái giò heo mấy bạn sẽ nấu ở trong một cái nồi nước 20 phút với lửa nhỏ. Thì cái gì giò heo là đã làm mềm được, đã sắp mềm được 50% rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm sốt để chúng ta cho vô chúng ta nấu. Một muỗng cà phê, tỏi một muỗng cà phê hành tím, 2 muỗng cơm dầu ăn. Chúng ta sẽ cho vô đây một muỗng cà phê cà sốt cà chua, một muỗng cà phê thôi nha. Rồi vừa thơm lên chúng ta cho hết 3 muỗng cà muỗng ăn cơm sốt chili bean. Chúng ta xào cho đều và thơm lên. Rồi chúng ta sẽ chắc giò heo cho vô đây. Chúng ta đảo lên cho cái sốt nó bám áo đều cái phần mà giò heo đã. Sau khi vậy bắt đầu chúng ta cho củ năng vô đây, chúng ta xào luôn. Bây giờ chúng ta khoan nêm nếm gì hết mấy bạn ha, cho cái phần nước mà chúng ta đã hầm giò heo đó chúng ta cho vô. Chúng ta hầm tới khi nào cái giò heo này mềm và sánh cái nước có vẻ và sánh lại thì bắt đầu chúng ta sẽ cái phần nước nó sẽ cạn đi rồi chúng ta sẽ nêm nếm nha. Bây giờ chúng ta cho bạn này qua một bên, tại vì hầm bạn này với cái lửa nhỏ như vậy cũng phải khoảng là 20 phút hơn á. Cái sốt chili bean á, chúng ta nấu cái giò heo xong rồi ha, mấy bạn sẽ nêm vào đây, cho mình là 2 muỗng cà phê đường. Rồi bây giờ mấy bạn đảo sơ nè cho nó tan hết cái phần đường đi. Rồi cái nước sốt sánh sệt này nè, chúng ta có thể chấm mấy với bánh mì, có thể ăn với cơm nha mấy bạn. Đây là một món ăn mặn rất là tuyệt vời đó mấy bạn. Rồi chúng ta sẽ cho ra, chúng ta nấu tới khi cái sốt nó sệt lại vậy nè là mấy bạn biết là cái giò heo cũng đã mềm rồi ha. Rồi mình cho ra ha mấy bạn. Rồi chúng ta sẽ cho vô đây củ năng với tất cả cái sốt còn của chúng ta có trong cái nồi. Rồi đây là món giò heo cho sốt chili bean của chúng ta đã thành công. Với giò heo mềm, thơm thấm vị sốt, củ năng giòn, dẻo và ngọt và bùi, sốt có vị cay nhẹ và đậm đà. Chúc các bạn luôn thành công nhé.